Chúng ta lại đến với một tiết mục nữa, tức là bài cầu cho cha mẹ hai của bé Minh Ngọc. Bé Minh Ngọc ơi, bé Minh Ngọc có đây không ạ? Con chào các quý cha và toàn tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Minh Ngọc. Con là con của ba Thắng Đánh Đàn và mẹ Minh. Thì hôm nay con sẽ hát tặng nhân dịp ngày của cha mẹ, thì con sẽ hát tặng mọi người và cha mẹ con bài cầu cho cha mẹ hai. Và mong mọi người lắng nghe. Thank you.
rất là nhiều. Kính thưa chị Ánh Sứ, quý cha và toàn thể quý vị, như vậy là một chương trình của chúng ta để tri ân công ơn cha mẹ cũng như là quý cha trong giáo xứ đến đây tạm như là đã tạm dừng lại. Nhưng có lẽ rằng những bài hát, những lời chia sẻ sẽ đọng lại trong mỗi người chúng ta, đặc biệt là những bậc làm con, làm cháu. Và giờ phút này chúng con trân trọng kính mời cha Ánh Sứ tiến lên sân khấu để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay lớn để chúng ta chào đón cha Ánh Sứ. Kính thưa tất cả quý vị, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức chân thành cảm ơn ban nhạc đã cố gắng để phục vụ trong đêm tri ân cha mẹ hôm nay, và qua đó diễn tả những ước mơ của cha mẹ dành cho con cái, và con cái lắng nghe những lời chia sẻ của cha mẹ qua những bài hát yêu thương, để qua đó chúng ta cùng nhau là những con cái, chúng ta cố gắng giữ rãi trong tâm tình của mình, và là cha là mẹ, chúng ta cũng gìn giữ tất cả những người con yêu của chúng ta, dù nó bị què quặt, dù nó bị khó khăn, dù nó bị làm sao đi nữa, đó cũng vẫn là con của chúng ta. Cho nên tôi ước mong là cha mẹ và chúng ta là con cái, hãy cố gắng giữ điều răn của Chúa dạy, đó là thảo hiếu cha mẹ, và để rồi khi sống cha mẹ sẽ vui, và khi chết với lời cầu nguyện và hy sinh của con cái, cha mẹ sẽ càng ngày càng sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên quốc. Vậy giờ đây tôi xin kết thúc và bế mạc buổi chia sẻ với nhau tình yêu của cha mẹ dành cho con cái và những ước mơ của cha mẹ, để rồi quán cà phê Thánh Ca vẫn sẽ còn tiếp tục trong một nay mai với sự giúp đỡ của cha Phó Du Xe Nguyễn Thành Công và các bạn trong mục vụ giới trẻ của giáo xứ chúng ta. Xin một lửa chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Vì chúng ta lúc ấy khởi đầu chúng ta không có làm dấu thánh giá, nhưng mà trước khi chúng ta kết thúc, chúng ta cũng xin Chúa chúc lành cho chúng ta ngủ đêm nay bình an. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em ngủ đêm nay bình an. Chúng con cảm ơn cha. Bây giờ mọi người chúng ta cùng nói lớn. Chúng con cảm ơn cha. 1, 2, 3. Chúc con cảm ơn cha. Chúc cha một đêm bình an. Một trong các tay thật lớn để chúng ta cảm ơn cha Ánh Sứ, cha Công và tất cả quý vị.